Dạ vâng, em Linh, xin kính chào tất cả các bác, cô chú, anh chị em yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là phiên buổi trưa ngày 19 tháng 11 năm 2020. Em lên chia sẻ các mặt hàng là phan trí sần rất nhẹ, rất đẹp cô chú anh chị nhé. Đấy, sần cực nhẹ, đây là các cái vết này là vết họa phun này. Đấy, bản lá rất chi là to, bản lá lên tới 5 cm rưỡi, 6 cm. Và địa chỉ của vườn em là ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vườn em có 2 số điện thoại của chú anh chị lên đặt hàng. Số thứ nhất là số 035 335 1567 và số thứ hai là số 0912 532056. Cả 2 số đều dùng Zalo. Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua 2 số trên hoặc nhắn tin qua Zalo có SMS. Chúng em lắng nghe trả lời. Vâng, ngoài cái mặt hàng đó hôm nay cũng em còn có cái hàng dòng chớp phát tài này. Chớp phát tài rất đẹp nhé, cực kỳ đẹp luôn, và mặt bông của chiếc phát tài rất đẹp. Còn bây giờ thời gian nó không cho phép nên là em chưa tách. Tối ngày hôm nay em sẽ tách để chia sẻ cho chú anh chị cái mặt chiếc phát tài. Đây em cho cô chú anh chị xem mặt bông của chiếc phát tài, nó rất đẹp luôn. Vâng, đây là mặt bông của chiếc phát tài nhé. Vâng, tối nay em sẽ lên đó. Vâng, ngoài cái dòng đó em còn một đơn vị hoàng sần này. Đơn vị hoàng sần này em chia sẻ luôn với giá là 800.000 đồng nhé. Tất cả mặt hoa, mặt hàng em bán đều chia sẻ là bảo hành mặt bông, mặt hoa trọn đời của chú anh chị luôn nhé. Vị hoàng sần đơn này bản lá rất to, rất đẹp, củ cực kỳ là to này. Củ rất to, thân củ cực kỳ là to. Đơn này 800.000 đồng này, 800.000 đồng vị hoàng sần này. Vàng Tây Ninh sần ạ, có 3 đơn. Đơn này sần như láng luôn này, đơn số 1 sần như láng 650.000 đồng. Đơn số 1 sần là như láng luôn, 650.000 đồng luôn ạ. Đơn số 1 mắt ngủ ngoài ok cô chú anh chị nhá. Đơn này có lỗi mấy cái đầu lá này này. Đấy. Mà hai mắt ngủ ngoài hai bên luôn. 650.000 đồng đơn số 1 ạ. Đơn số 2 tương tự vậy, em cũng bán với giá là 650.000 đồng. Đơn này lỗi một cái lá này này. Đây lỗi cắt một cái lá này. Đấy, còn là mắt ngủ hai bên có cả luôn nhá. Đây là mầm đang lên đây này. 650.000 đồng cái đơn số 2 là vị hoàng sần. Sang đơn số 3. Đây cô chú anh chị nhìn này. Có nhìn có giống sần, nhìn như láng luôn của chú anh chị nhá. Hai thân này 1.300.000 đồng này. Hai thân vàng Tây Ninh nhá. Hai thân vàng Tây Ninh sần nhẹ nhá. 1.300.000 đồng là cái đơn số 3. Đơn này có lỗi cái chút lá này này. Nếu không thì cái giá nó cao lắm. Đó là cái hàng vàng Tây Ninh sần. Sang cái dòng phan trí sần này. Phan trí sần từ size nhỏ cho tới size trung, size lớn đều có cả nhá. Hôm nay em có 10 đơn. Cái đơn số 1 này, đơn số 1 cái lá này thì nó tách từ lâu rồi. Nói chung là lá này là từ rất lâu rồi, đơn này là đơn thân già nhá. Đơn thân già này em chia sẻ với giá là 1 triệu rưỡi này. 1 triệu rưỡi đơn thân già, đơn phan trí sần. Phan trí sần chuẩn mặt bông nhá. Phan trí sần và phan trí láng mặt bông y đúc như nhau. Chỉ tội là cái lá của nó bị sần thôi. Sần là do vi khuẩn, gọi là do cách chăm sóc kém nên chuyển từ láng sang sần của chú anh chị nhá. Đơn số 1 là 1 triệu rưỡi ạ. Phan Chí Sần số 1 là 1 triệu rưỡi. Sang đơn số 2. Đơn số 2 chia sẻ với mỗi giá là 4 triệu đồng này. Đơn này nhìn như là láng luôn của chú chị. Mấy cái lá này, mấy cái lá như láng luôn nhá. Đơn này một thân một mầm này. Đấy, em vừa tách xong. Một mầm này vừa tách này. Tí nữa em sẽ bôi kêu liền sẹo. Đơn này 4 triệu đồng nhá. 4 triệu đồng cho cái đơn số 2 này. Phan Chí Sần số 2. Đơn Phan Chí Sần số 3. Tương tự vậy em cũng bán với giá là 4 triệu đồng. Phan Chí Sần số 3 4 triệu đồng. Cầm rất chắc con địch. Đơn này đã bôi keo rồi. Đấy, mắt ngủ ngoài vẫn có cô chú anh chị nha. Vẫn ok nhá. Đây này. Mắt ngủ sưng ú luôn này, này. Đấy, đơn này 4 triệu đồng đơn số 3. Sang cái đơn số 4 này. Đơn số 4 là mắt ngủ ngoài ok. Kèm theo một cái thân này nữa này. Một thân già hai lá này. Và mắt ngủ đang còn nhá. Thân già hai lá bên đây đang còn mắt ngủ này. Đơn này 4 triệu rưỡi nhá. 4 triệu rưỡi cái đơn Phan Chí Sần đơn số 4 ạ. Phan Chí Sần số 4 4 triệu rưỡi ạ. Sang đơn Phan Chí Sần số 5 tương tự vậy em cũng bán với giá là 4 triệu rưỡi nhá. Đơn này là đơn trung niên. Mắt ngủ ngoài một mắt này. Bên đây một mắt nữa này. Dạng thân tơ luôn đấy. Đây một mắt này, hai mắt này. Thế về chồng nó lên sừng trâu thì quá đẹp luôn. Đơn này cũng 4 triệu rưỡi nhá. Bán lá gần 5 sen. 4 triệu rưỡi. Đơn này cũng rất đẹp này. Cực kỳ đẹp ạ. 4 triệu rưỡi cho cái đơn Phan Chí Sần số 5. Sang đơn Phan Chí Sần số 6. Đơn này là một thân này.
một măng này, đang lên một măng đây này và một mầm đây này. Đấy, tí nữa em sẽ bôi keo liền sẹo. Cái này thì một vết cắt là thân tư nhá. Đây là một vết cắt là thân tư, chưa đẻ lúc chưa đẻ 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 lứa nào, bây giờ mới đẻ đây này. Bây giờ mới đẻ luôn sừng trâu luôn đấy. Thơ đơn này sần cực kỳ là nhẹ luôn. Đơn này 5 triệu đồng nhá. 5 triệu đồng cho cái đơn Phan Chí Sần đơn số 6. Sang đơn Phan Chí Sần số 7 gần như hai thân rồi, mà cái này nó bé hơn bên này. Lá nó bé hơn, lá này tầm trên 3 cm thôi. Đơn này em cũng bán với giá là 5 triệu đồng là gần hai thân rồi. Tương đương có 2 triệu rưỡi cho một thân, rất rẻ thôi. Đó, còn Phan Chí Sần các bác cũng Phan Chí Láng mà như cái đơn này tầm 70 triệu. Là cái chắc gần hai thân rồi. Đơn số 7 là 5 triệu đồng ạ. Sang cái đơn số 8 này, đơn số 8 là hai thân này, 6 triệu rưỡi này. Đơn số 8 này, đơn số 8 rất đẹp luôn, tơ tiết một vết cắt. Tơ tiết một vết cắt 6 triệu rưỡi này. 6 triệu rưỡi cho cái đơn số 8. Đấy, chúng bác cũng có giống và làm giống và sưu tầm của cái dòng Phan Chí này. Phan Chí là một trong những mặt bông đứng đầu của Việt Nam. Đơn số 8 6 triệu rưỡi, sang cái đơn số 9 3 thân này, bản lá 5 cm rưỡi nhá. Cái này là ăn no quá, căng quá, nứt này. Nứt từ lâu rồi, không ai chứng. Bán lá là 5 cm rưỡi 3 thân này em chia sẻ với giá là 15 triệu. Bán lá 5 cm rưỡi rất đẹp luôn. Chậu rất đẹp, chiều cao 20, 40, 60, tầm ở 50, hơn 50. Cực kỳ đẹp luôn. Rất đẹp của chú anh chị. Các cái vết này là vết phun phân thuốc nó bám vào nhá, chứ không phải là do nó lỗ rỗ đâu. Sần rất nhẹ luôn, 15 triệu đồng. 15 triệu đồng cho 3 thân Phan Chí này. Cực đẹp luôn. Sang cái đơn số, đó là số 9, sang đơn số 10 tương tự vậy, em cũng bán với giá là 15 triệu đồng. Bán lá là gần 6 cm, 5 cm 9 nhá. Bán lá 5 cm 9 gần 6 cm. Hai thân một măng lớn này, gần như là ba thân này. Bán lá gần 6 cm đơn rất đẹp luôn. 15 triệu đồng cho gần như là ba thân này nhá. Củ to tướng bằng tay em này. Dép em cỡ 43 thôi chứ. Củ của nó rất là to. Còn đơn này cũng là 15 triệu đồng, hai đơn 15 triệu đồng các bác nhá. Đẹp nhất trong những cái lô mà em lấy. Và ngoài ra em còn lại một đơn môi hồng Thái Nguyên. Đây em cho các bác xem mặt bông của môi hồng Thái Nguyên rất đẹp luôn đấy ạ. Nó tại vườn nhá nhá. Đây là mặt bông môi hồng Thái Nguyên này. Đấy. Và nó là rất đẹp. Các bác nào chưa có cái dòng này thì đáng để sưu tầm. Sinh hoa lắm, đấy một lúc hai vài hoa luôn. Loại này sinh hoa lắm. Còn một cặp này thôi, một cặp này em chia sẻ với giá là 2 triệu 300 nghìn đồng. 2 triệu 300 nghìn đồng nhé. Cặp này. Cặp rất đẹp, rất khỏe, bán lá 4. Mà dòng lô hội bán lá như tiên vũ luôn. Đó, cặp này là 2 triệu 300 nghìn đồng. Đẹp phết. Đó. Vâng, và trưa nay em có chia sẻ từng này mặt hàng thôi. Cuối cùng em xin chào và kính chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và luôn sưu tầm những chậu lan, giò lan thật là đẹp. Vào làm sao cho nó đúng. Em xin chào và gặp lại. Cái khách đang gửi em rất nhiều rồi. Khách gửi lại vườn rất nhiều.